tham quan di sản 3D không gian Văn Miếu Quốc Tử Giám, 3D Văn Miếu Thời Lê, quét mã QR với rất nhiều thông tin hữu ích từ cây xanh đến 82 bia tiến sĩ. Đó là 3 trong số 9 nội dung đã được số hóa mà Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đã thực hiện thời gian qua, mở ra một không gian sáng tạo nhằm giúp khách tham quan hiểu hơn về giá trị nội tại nơi đây. Trên 40 hiện vật, cây xanh và các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được số hóa bằng công nghệ QR code như thế này. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, hệ thống sẽ tự động đăng nhập và chuyển tới điện thoại của du khách thông tin chi tiết về hiện vật. Đặc biệt, việc số hóa các tấm bia tiến sĩ với mục đích kể câu chuyện về cuộc đời của hơn 1.300 vị tiến sĩ ghi danh trên đó. Tôi thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mã QR vào tại Văn Miếu thì rất là tiện lợi. Vì như trước đây tôi cũng đã từng có thời gian đến Văn Miếu, thì trước đây đọc những cái thông tin trên giới thiệu chung thì cũng rất là sơ lược, rất là khái quát. Nhưng mà thông qua hệ thống quét mã QR đây trên điện thoại đây thì các thông tin nó rất là chi tiết hơn, lại kèm theo cả những cái hình ảnh về cái lịch sử, quá trình hình thành, phát triển, xây dựng rồi sửa chữa. Dù diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng việc số hóa các hiện vật bên trong không gian di tích không phải là một cách ứng phó tạm thời trong bối cảnh đại dịch, mà là điều mà ban quản lý di tích cũng như các nhà khoa học, các chuyên gia về di sản đã vỗ và thực hiện từ lâu. Tại cuộc hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám trên nền tảng 4.0, chính sản phẩm số hóa đã được giới thiệu và quảng bá đến công chúng. Cái điểm nhấn ở đây là chúng tôi đang đề xuất với thành phố Hà Nội về cái đề án phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và với cái đề án đó thì nếu được phê duyệt thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm vào buổi tối, một cái hành trình về Đại học Việt Nam kể những câu chuyện về Văn Miếu Tử Giám trên nền tảng công nghệ. Cái chính là phân tích, so sánh và kiết xuất dễ dàng sử dụng nhất. Bạn cứ dở hồ sơ bạn đọc thì khó lắm, nhưng bạn kiết xuất là giá văn hóa, giá trị văn hóa thì bấm cái giá trị văn hóa nó đã ra cho bạn rồi. Giá trị lịch sử thì lại ra ngay. Tất cả các cái hệ thống về nho học Việt Nam, các cái danh nhân nổi tiếng, dòng họ nổi tiếng, danh gia vọng tộc về đấy thì chỉ cần kiết xuất cái đấy ra ngay rồi. Được thành lập từ thế kỷ 11, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn là nơi tôn vinh đạo học, tinh thần hiếu học. Để đánh thức giá trị không gian văn hóa đặc biệt này nói riêng, di sản văn hóa nói chung, những người làm quản lý, nghiên cứu đã và đang nỗ lực đưa Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành một trung tâm văn hóa xứng với giá trị lịch sử cốt lõi mà ông cha ta đã tạo dựng.